vị đón chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Quý vị thân mến, ông bà ta thường nói rằng rậm râu sâu mắt, đắt tiền cũng mua. Ý niệm rằng một người đàn ông tốt thì sẽ có những đặc điểm biểu hiện thông qua bộ râu và mái tóc. Tuy rằng so với toàn bộ con người thì râu và tóc chỉ là những chi tiết rất nhỏ, nhưng chính những tiểu tiết ấy lại có thể giúp chúng ta đoán định được phần nào về tính cách, số phận, con đường công danh sự nghiệp cũng như vận mệnh tương lai của một người đàn ông. Trong chương trình ngày hôm nay, Phú Quý Tài Lộc sẽ phân tích cụ thể hơn về những bí ẩn đằng sau bộ râu và mái tóc đối với phái mạnh. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tướng râu, tóc và sức khỏe đàn ông, tử vi và tướng số. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem bộ râu biểu hiện điều gì về người đàn ông. Với tư cách là vẻ đẹp diện mạo riêng của nam phái, nên râu của mỗi quý ông biểu hiện cho nam tính. Về mặt sức khỏe, sinh học thì râu được hình thành do hormone phụ sinh dục tiết ra. Hormone này do tuyến yên trên não tiết ra. Nó thể hiện khí chất của đấng nam nhi, kiên cường, bản lĩnh, rộng lượng, hào phóng. Về một ý nghĩa khác thì nó biểu hiện cho khí huyết sung mãn, sức khỏe dồi dào, thể lực rất tốt. Vậy nên xem tướng râu như thế nào mới đúng. Râu ria và lông mày cùng màu sắc và đều phải tươi nhuận, cứng mềm thích đáng. Kẻ có râu tóc hội đủ hai điều kiện trên. Về cá tính là người có khí phách nam nhi, khoáng đạt cứng cỏi, không dễ khuất phục trước nghịch cảnh hay bạo lực, đến già vẫn còn sinh động, vận mạng khả quan. Tướng râu của mỗi người biểu hiện nhiều ý nghĩa thông qua các hình thức bên ngoài như sau. 1. Những người không râu hoặc ít râu là người không có nghị lực. Đàn ông không có râu hoặc có nhưng rất ngắn, rất ít và mềm, màu sắc vàng, ám thì cũng coi như không có, thì chẳng những trông mất cả vẻ nam nhi khí phách mà thực chất lại rất giống đàn bà. Dù có thông minh thì cũng gian xảo, ủy mị, khó có thể tự lập. Nếu có đôi chút thành công thì cái đó do người khác tạo dùm. Bởi vậy, tục ngữ Việt Nam có câu đàn ông không râu bất nghĩa. Tướng người không có râu đối với đàn ông có biểu hiện gian xảo và nịnh hót. Một trong những nhân vật điển hình về đặc điểm này chính là ông Hòa Thân đời Thanh. Trong cuộc đời làm quan của mình, ông thường nịnh hót hoàng đế, tham nhũng vơ vét, và cuối đời chịu thảm cảnh cả gia tộc bị xử trảm. 2. Nam giới có nhiều râu là người cứng rắn, mạnh mẽ. Nam giới có nhiều râu, râu mọc lan sang cổ, hàm, trước tiên thể hiện tính cách mạnh mẽ, khí huyết, sức khỏe và thể chất tốt. Hơn nữa, họ có bản lĩnh kiên cường, cứng rắn, có nghị lực, vững vàng trước nghịch cảnh. Không những thế, họ còn là những người hào sảng, rộng lượng, có khí chất nam tử. Người ta gọi là tu mi nam tử, nghĩa là râu tóc nam nhân. Tướng người nhiều râu phân thành những dạng như sau. Nhiều râu nhưng râu mọc ngay ngắn, màu sắc râu tươi tốt, thường là bậc quân tử hiền tài, đạo đức tốt và có tài năng. Trong cách này thường phân ra hai dạng: râu năm chòm cương liệt, râu ba chòm trung dũng. Những người nhiều râu mà râu mọc tán loạn lung tung, không ở những vị trí quy định mà thường tràn lấn sang các khu vực khác, thường có biểu hiện nóng tính, hung hãn, dục vọng, tham lam, nhiều người thô bạo và rất đáng sợ. Nhất là trong trường hợp màu sắc của bộ râu đó lại không được như mong đợi, xấu về thẩm mỹ và xấu về vận mệnh. Những người nhiều râu mà mọc ngược, hướng lên trên, thường có tính phản trắc, ăn cháo đá bát, chịu ơn mà vô nghĩa. 3. Người có tướng râu thưa hay soi mói. Những người ít râu, râu thưa
thì phân ra thành hai dạng: dâu thưa mà mọc ngay ngắn, những sợi dâu có màu sắc đen lánh khi trẻ và trắng như cước khi già. Những người này thanh lịch, tú nhã, đầu óc uyên bác, thường là diện mạo bên ngoài của nhiều bậc tú nho, trí thức, uyên bác, học rộng, tài cao, nhiều kiến giải sáng tạo. Dâu thưa mà mật độ quá thấp, lại mọc lung tung, không ngay ngắn, thì vừa thiếu nam tính, vừa mất đi vẻ thẩm mỹ, tính khí lượng dạ lại hẹp hòi, hay soi mói như phụ nữ. Như vậy thì dâu có cũng như không. 4. Dựa vào màu sắc của dâu để đoán định tính cách, vận mệnh. Thường thì màu sắc chuẩn của dâu đó là đen lánh khi trẻ và bạc như cước khi già. Đấy là theo quy luật tự nhiên. Thông thường, ngoài ra một số người có tướng dâu rất lạ mà sử sách ghi chép lại như sau: người có tướng dâu tía. Những người có dâu tía là bậc anh hùng, có tài năng hơn người và được hưởng phú quý sang giàu lâu dài. Trong lịch sử, ông Tôn Quyền thời Tam Quốc có tướng như vậy. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung có viết: Tôn Quyền người cầm vuông, miệng lớn, mắt biếc, râu tía. Khi trước sứ giả nhà Hán là Lưu Yển vào nước Ngô, trông thấy mấy anh em họ Tôn có nói chuyện với người khác: ta xem tướng của mấy anh em họ Tôn, tuy rằng người nào cũng tài khí giỏi giang khác thường, nhưng hưởng lộc không bền. Duy chỉ có Tôn Quyền hình dong kỳ vĩ, cốt cách dị thường, thực là tướng đại quý, và lại hưởng được cao thọ, các anh em không người nào bằng. Về sau quả đúng, Tôn Quyền ngồi lĩnh Giang Đông, làm thủ lĩnh Giang Đông gần 30 năm, tuổi thọ rất cao, ứng với lời tiên đoán này. Người có tướng râu bạc. Những người tuổi còn trẻ mà râu tóc bạc sớm thường do bệnh thận hư mà xấu. Trường hợp khác thì đây là người thông minh, uyên bác, giỏi nhiều chuyên môn, lĩnh vực, có năng lực nghiên cứu. Ông Hoa Đà được viết là trẻ tuổi nhưng râu tóc bạc trắng. Ông tinh thông y thuật, được thế gian tôn vinh là thần y Hoa Đà. Người có tướng râu đỏ. Tướng mạo nóng nảy, hung bạo. Trong Thủy Hừ có viết về Xích Phát Quỷ Lưu Đường, râu tóc có đặc điểm như vậy. Nhân vật nổi tiếng nghĩa hiệp, nhưng dù sao cũng là cướp. Ngoài ra, tướng râu đỏ còn dễ bị chết vì tai nạn lửa điện, súng ống cháy nổ, sét đánh nữa. Người có tướng râu vàng. Tài giỏi, đảm lược giống như Tào Trương, con trai của Tào Tháo, được gọi là thằng bé râu vàng. Tướng râu vàng còn có đặc điểm là dễ cô độc. Người có tướng nhiều màu. Râu hỗn hợp hai ba loại màu sắc. Những người có cách này thường thiếu chuyên nhất trong công việc, ý chí hay thay đổi, không bền vững lập trường. Đây cũng là một tướng xấu về tướng râu. Các chuyên gia nhân tướng học cho rằng có ba đặc điểm trên mái tóc của người đàn ông thường được nhắc tới dưới đây. Quý vị thân mến, trong phần đầu của chương trình, Phú Quý Tài Lộc đã chia sẻ về cách xem tướng râu có thể đoán định được con đường công danh, sự nghiệp cũng như tính cách của một người đàn ông. Bên cạnh đó, theo nhân tướng học, mái tóc cũng là một yếu tố quan trọng có thể ẩn chứa nhiều bí ẩn về cuộc đời của đấng nam nhi. Cụ thể về vấn đề này sẽ được Phú Quý Tài Lộc chia sẻ ngay sau đây. Xin mời các bạn cùng theo dõi. 1. Hình dáng và tính chất của tóc, như tóc dài, tóc ngắn, tóc cứng, tóc mềm. Đàn ông tóc đen, rậm và dày, kèm theo tướng đầu tròn và cao như đầu hổ, tức hổ đầu cô khởi, ắt là người sẽ tạo được thanh thế, địa vị trong xã hội nhờ phần lớn vào phúc báu từ mấy đời trước của mình tích tụ lại. Khó có người sánh kịp, phúc lộc vô tỷ. Cũng dạng hổ đầu cô khởi, song tóc không được dày, không được đen và sáng lắm, thì phần phúc
vẫn không vơi, tức an vui thanh thản. Song phần lộc lại không đầy, tức cửa nhà vừa đủ. Ngược lại, người tóc bù xù, sợi tóc quấn vào nhau, trông thô và rối, sẽ không gặp may mắn lắm trên đường đời. Đàn ông nếu tóc mọc quá ngắn, cộng thêm đầu có hình nhọn, sẽ gặp nhiều điều bất như ý trong cuộc sống. Nếu tóc đen đậm, cộng thêm đầu to cao như đầu voi, là người tính tình phóng khoáng, phần đông có chức phận cao và sống thọ. Còn tóc cứng, màu không đen lắm, là người thiếu cả quyết, bỏ lỡ nhiều cơ hội và dịp may đáng tiếc trong đời, vì do sự tính toán quá lâu. Đàn ông đầu nhỏ với tóc dài quá cỡ cũng không được tốt, vì sẽ gặp lao đao, lo lắng, công việc sắp thành bỗng bị người khác chen vào gây trở ngại. Ấy là do tội chướng đời trước xui khiến, nên đừng buồn bã quá mức mà hãy vui với câu đời này trả nợ ngày xưa vay người, đời sau đủ phước cám ơn người nhiều. Đối với người đàn ông có mái tóc dày, người có mái tóc dày thường hiền hòa, bình dị, rất trọng nghĩa tình, tính tình ôn hòa, cư xử trọng nghĩa cử, dễ được mọi người quý mến kính trọng. Là người thật thà, chất phát, có tính cách cởi mở, hoạt bát, tích cực, hiếu động. Tuy bên ngoài họ tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong tính cách lại khá yếu mềm, dễ rung động. Có tài lãnh đạo, nói đến đâu làm đến đó. Có tài lãnh đạo, tuy khéo léo ra mệnh lệnh, nhưng tính cách của họ cũng rất đằm thắm, ít lãng mạn mà thiên về hiện thực. Rất nghiêm túc, cẩn thận là hướng nội, nhưng trên thực tế lại rất mạnh mẽ. Khi mà họ đã cố ý cẩn thận thì cũng rất cố chấp. Tuy tính cách mạnh mẽ nhưng lại có lòng độ lượng nghiêm túc và chặt chẽ. Yêu những người có mái tóc dày này, chỉ số an toàn rất cao, bởi khi tình cảm phai nhạt, họ sẽ chủ động tìm cách làm mới tình yêu, chứ không bao giờ ruồng rẫy để tìm một niềm vui mới. Họ không chỉ đối tốt với bạn mà còn cư xử cởi mở thân thiện với bạn bè, gia đình bạn. Nên những người tóc dày thường rất hay chiếm được tình cảm của phụ huynh. Là người yêu của những người có mái tóc dày, bạn nên biết trân trọng tình cảm mà người ta dành cho bạn, đừng bao giờ đánh mất nhé. Đối với người có mái tóc mỏng, người có tóc mỏng về nhiều mặt thường có tính cách hai mặt. Họ không quen nói chuyện trước mặt người khác, hoặc không chủ động tiếp xúc, cũng không muốn người khác đi lại với mình. Đối với bất cứ việc gì đều thiên về thái độ tiêu cực. Tuy bình thường là hướng nội, rất ít bộc lộ chân tướng của mình, nhưng một khi họ không thể kìm nén nữa thì sự bộc phát đó không ai cản nổi. Người có tóc mỏng đối với các sự vật bên ngoài thường rất nhạy cảm, đặc biệt là về mặt tiền tài. Nói chung, loại người này thường cầu an vô sự, ít tranh chấp. Họ dễ bị tổn thương và khó lành vết thương khi tình yêu tan vỡ hay bị lừa gạt, phản bội. Đặc biệt, những người có mái tóc mỏng thường rất nhạy cảm. Họ biết khi nào tình yêu thắm thiết, khi nào tình yêu báo động, thậm chí khi người yêu lạnh nhạt và có dấu hiệu ngoại tình. Khi họ bị rơi vào thế lẻ loi cô đơn, họ rất dễ bị kích động và hành động liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng. Yêu những người này, bạn cần tránh làm họ tổn thương. Người đàn ông có mái tóc cứng. Tóc cứng là chỉ tóc cứng thẳng, là người thẳng thắn, cương trực. Người có tóc cứng đối với công việc thường tỉ mỉ, không sợ khó, không sợ mất lòng. Thái độ trước sau như một, có một số người rất bảo thủ, thiếu sự linh hoạt cần thiết. Người có tóc cứng, tính cách rất thoải mái, trái phải rõ ràng. Một khi đã thích việc gì hoặc vật gì thì nhiệt tình đến cùng. Nói chung,
người tóc cứng hay cố chấp bảo thủ, tuy cầu an vô sự nhưng trong nội tâm không thỏa hiệp. Đặc biệt là khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn hay bước đường cùng thì tính cách đó lại càng trở nên mạnh mẽ. Giàu lòng thông cảm, người có tóc cứng, lòng thông cảm, ôn hòa, chung họ thường nhiệt tình giúp đỡ người khác. Người đàn ông sở hữu mái tóc xoăn. Người sở hữu mái tóc xoăn tự nhiên thường lanh lợi và tốt bụng. Tùy vào mức độ xoăn khác nhau mà sẽ có những biểu hiện khác nhau. Song hầu hết người có tóc xoăn đều có tính cách khá mạnh mẽ, thường là người phải gánh vác những công việc nặng nhọc trong gia đình. Thế nhưng họ không hề kêu ca hay phàn nàn gì. Bên cạnh đó, họ còn là người nhiệt tình và sâu sắc. Người có tóc xoăn thường bướng bỉnh, dù trong công việc hay giao tiếp, họ đều khó làm vừa lòng người khác. Đặc biệt, độ xoăn càng cao thì mức độ bướng bỉnh càng tăng. Ngoài ra, nếu bạn sở hữu mái tóc xoăn thô cứng và sơ rối thì bạn sẽ gặp nhiều phiền muộn trong cuộc sống. Tóc xoăn là chỉ tóc xoăn bẩm sinh. Nói chung, người có tóc xoăn tính tình bướng bỉnh, cho dù trong công việc, học tập hay trong giao tiếp, họ đều rất khó làm vui lòng người khác. Tính cách của người có tóc xoăn phụ thuộc vào mức độ xoăn khác nhau mà có biểu hiện khác nhau. Người có tóc xoăn không hay lên mặt, rất ghét xuất đầu lộ diện, nhưng lại nhiệt tình sâu sắc với bạn tri ân. 2. Tóc mai cũng biểu hiện về cuộc đời người đàn ông. Có câu tóc mai sợi bắn sợi dài, lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm. Đem hai câu ấy ngẫm nghĩ và đối chiếu với nhân tướng học, ta thấy người có tóc mai vừa khô vừa không thẳng thắn là người sẽ gặp trắc trở trong tình yêu. Tóc mai nhiều và dày kéo xuống che khuất đuôi lông mày là người sẽ gặp chuyện buồn về hôn nhân. Nếu cạnh mang tai thiếu hẳn tóc mai là người thiếu trung thực. Nhưng tóc mai dày lên lấp trước mang tai, đầu người ấy lại nhỏ, cũng sẽ ảnh hưởng mạnh đến đường sinh mệnh, tức đoàn mệnh. Nếu được sống qua tuổi trung niên, rất dễ lâm cảnh thiếu hụt, buồn tủi. Nhưng có thể chuyển nghiệp để hậu vận tốt hơn bằng cách làm việc ích lợi nhân sinh như góp công đắp đường xây cầu hoặc công quả nơi đình miếu chùa chiền sẽ được an vui như lời dặn của Pháp Sư Tịnh Không. Tướng mạo có thể thay đổi do nghiệp lành được vun đắp ngay trong đời này. Quý vị thân mến, quả thật là thế giới tâm linh có rất nhiều điều bí mật ẩn chứa đằng sau mà con người chưa khám phá hết. Video ngày hôm nay của Phú Quý Tài Lộc với những chia sẻ về cách xem tướng râu và tóc, đoán định vận mệnh của người đàn ông chỉ là một trong số đó. Để khám phá được thêm nhiều những thông tin hữu ích về tử vi, tướng số và phong thủy học, các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Phú Quý Tài Lộc, nhấp vào biểu tượng chuông để nhận thông báo và đón xem chương trình mỗi ngày nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!